Đây là buổi đấu giá của diễn viên Ngọc Trinh. Người mua sim này đã bỏ ra 19 tỷ đồng để sở hữu siêu sim 0989999999. Người mua giấu mặt và không ai biết đây là đại gia nào lại có thể chiều chơi đến thế. Thế nhưng chỉ sau đó không ít lâu, Ngọc Trinh lại lên tiếng về việc các đại gia này không giữ cam kết khi đấu giá và đã bỏ chạy không mua. Sau đó, Ngọc Trinh đã phải đăng clip để thông báo tỏ rõ sự thất vọng cũng như lên tiếp kế hoạch bán siêu sim cho các khách hàng khác có nhu cầu. Trên đây chỉ là một ví dụ về giá trị của sim số đẹp đã được rao bán. Trở lại với thị trường sim số đẹp, thực tế như kỳ trước chúng tôi đã ghi nhận, thị trường sim số đẹp có dấu hiệu của sự loạn giá mà người mua không thể biết giá trị thực của nó là bao nhiêu. Sim vật lý nhà mạng chỉ bán với giá 50 đến 53 ngàn đồng một sim. Nhưng tại sao sau một quá trình qua tay người này đến người khác, giá sim lại bị đẩy lên đến trên trời với giá bạc tỷ? Trả lời chúng tôi câu hỏi này, một nhân viên của nhà mạng giải thích như sau. Tại người ta phải bỏ tiền để người ta nuôi số. Vậy là khi mà có số của em, những số đẹp đẩy ra nó sẽ có tiền cam kết. Thì người ta họ mạng tiếp nhận trả tiền cam kết đó. Bán thì họ phải thu lại cái vốn họ đã bỏ ra. Nuôi số và chờ giá lên, đó là chiêu thức chung của các giới ôm sim. Nhưng cũng có một nguyên nhân khiến thị trường sim số đẹp luôn nóng. Đó chính là quan niệm về sự may mắn hay còn gọi là phong thủy. Phong thủy đúng bản chất của nó ứng dụng là cho đất đai thì chúng ta gọi là phong thủy về đất đai. Còn nếu mà cho con người để xem vận mệnh con người thì chúng ta gọi là huyết mệnh học hay là mệnh lý. Và cái nguyên lý thứ ba là ứng dụng để gọi là cái nguyên lý về dự đoán. Còn cái vấn đề sim số là sau này do xã hội phát triển và công nghệ số phát triển thì nó mới sản sinh ra vấn đề đó. Thay đổi sim số nó chỉ là, nếu mà trong 3 phần đó thì cái đó nó là cái phần thứ yếu thôi, chứ nó không phải là quan trọng. Nhiều người quan niệm cho rằng sim phong thủy phải là sim số đẹp đuôi 9, đuôi 8, đuôi 6. Có lẽ vậy nên những số sim đuôi tứ quý hay tứ quý 8 luôn được bán với giá khủng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, một sim số hợp phong thủy không nhất thiết phải là sim số đẹp, mà cần hội đủ các yếu tố hòa hợp, âm dương, ngũ hành, chứa dưỡng khí, may mắn, tốt lành. Sở hữu sim phong thủy sẽ mang lại thuận lợi trong kinh doanh, may mắn trong cuộc sống. Tuy nhiên, nó chỉ là tính chất tương đối, bởi không phải ai bỏ tiền triệu, tiền tỷ ra mua sim hợp phong thủy để phân biệt được đâu là số đẹp, số xấu, hoặc biết rằng số điện thoại ấy có phù hợp với mình hay không. Nhiều sim số bạc tỷ cũng có thể cực xấu. Theo như bản thân tôi thấy là chúng ta nên tìm hiểu kỹ. Và một cái điều như thế này nè, là không nên làm cái gì mà nó ồ ạt, nó dồn dập quá. Ví dụ bây giờ số 9 tốt, ok, 1 số 9, 2 số 9 thôi. Còn 3, 4, 5, 6, 7, 8 số 9 thì không chỉ bản thân tôi mà tôi chắc chắn là bất cứ chuyên gia phong thủy nào họ cũng sẽ nói là ồ vượng quá thì hóa sư. Bởi vì cái quy luật đó là quy luật không thay đổi. Có thể nói, sim thật sự được coi là phong thủy trước hết phải phù hợp với chủ sở hữu của nó. Người dân vẫn có thể chọn cho mình sim thần tài với ý nghĩa mang nhiều tài lộc đến cho cuộc đời. Thế nhưng, theo các chuyên gia phong thủy, hãy chỉ dừng lại ở một mức độ và không nên sa đà vào việc chơi sim số bạc tỷ. Thật sự ra, mình đặt một cái câu hỏi thôi và ai cũng sẽ trả lời được hết. Tại sao lại phải chọn sim phong thủy? Tại vì muốn có tiền. Mưu cầu của việc thay đổi sim phong thủy là để phát tài. Như vậy giờ chúng ta đặt ra một câu hỏi nè, một cái người mà họ đã có chục tỷ trong tay để họ mua cái sim thì họ có còn cần phát tài nữa không? Đối với những vị đại gia mà họ chơi tới cả chục tỷ chỉ để lấy cái sim thì thật sự ra cái này nó là thú vui, nó là cái chơi nông chứ không phải cầu tài nữa. Có thể nói, mỗi một người sẽ có những lựa chọn cho riêng mình về cuộc đời cũng như về số điện thoại mang theo mình. Thế nhưng, sự quyết định may mắn, thành công hay tiền tài còn do nhiều yếu tố, chứ không phải cứ bỏ tiền tỷ ra mua sim số đẹp là xong. Theo lời của nạn nhân Nguyễn Gia Truyền, sinh năm 1977, chủ tiệm vàng Kim Yến Truyền tại chợ Hòa Vinh, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên kể lại. Trong lúc ông Truyền chở mẹ là bà Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1959, mang theo nhiều nữ trang vàng và tiền mặt, đang trên đường đi đến tiệm vàng của gia đình để chuẩn bị mở cửa bán, thì bất ngờ xuất hiện hai thanh niên đi xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen, không rõ biển số, đạp ngã xe rồi dùng roi điện, bình xịt hơi cay tấn công hai nạn nhân. Ngay sau đó, bọn cướp đã nhanh chóng lấy đi chiếc túi rồi tẩu thoát. Số tài sản bị mất gồm một chiếc túi xách đựng 400 triệu đồng tiền mặt, một chiếc thùng chứa 20 cây vàng y cùng nhiều nữ trang khác. Ước tính tổng tài sản trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Hiện công an tỉnh Phú Yên cùng công an huyện Đông Hòa đang khẩn trương điều tra truy bắt hai đối tượng trên. Nếu bạn đang độc thân, đừng vội vàng lao vào các cuộc hẹn hò tìm kiếm.
Thay vào đó, hãy đi du lịch. Du lịch là cách hoàn hảo để làm phong phú cuộc sống của bạn, xây dựng tính cách và sự tự tin, khiến bạn trở thành người sẵn sàng cho bất kỳ mối quan hệ nào. Trải nghiệm du lịch thú vị hơn rất nhiều so với hẹn hò. Nguyên ơi, Nguyên đang đọc cái gì vậy? Nguyên vô tình lướt Facebook và thấy một dòng tâm sự rất là hay của các bạn trẻ trong một nhóm phượt. Họ đang nói về du lịch đúng không? Đúng rồi. Và cả cái việc kết bạn nữa. Thật sự thì nghe có vẻ là cũng khá là hấp dẫn đó. Nhưng mà cô Nguyên biết không, Diễm Loan nghĩ là cái chuyện đi du lịch và kết bạn á, đôi khi cũng hay, nhưng mà đôi lúc cũng có thể tiềm ẩn những cái nguy cơ. Bởi vì nó sẽ là phiêu lưu và mạo hiểm nếu như chúng ta kết phải một người bạn xấu. Hoặc thậm chí đó là chúng ta gặp phải một kẻ gian có ý đồ xấu nữa thì chuyện sẽ lại càng tệ. Như là câu chuyện của một bạn gái ở Bến Tre ngay sau đây là một bài học đáng nhớ đời. Cụ thể ra sao á, Diễm Loan xin được mời Khôi Nguyên và quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi những hình ảnh ghi nhận nha. Qua mạng xã hội Facebook, cô gái tên Trần Thị Thúy Hắc, sinh năm 1996, trú tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, đã quen biết đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh năm 1996, trú tại xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, rồi hẹn nhau cùng ra Tam Đảo để chơi. Theo đó, Hắc đã đi từ Bến Tre lên thành phố Hồ Chí Minh, rồi đáp chuyến bay ra Hà Nội để gặp Tuấn. Tuy nhiên, ngay trong buổi tối đầu tiên gặp nhau, trong lúc Hắc yêu cầu Tuấn chở về khách sạn, Tuấn đã thừa cơ chở cô đến khu vực vắng người thuộc xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội định giở trò đồi bại. Nhưng vì Hắc chống trả quyết liệt, Tuấn đã dùng dây trói chân tay Hắc, cướp sợi dây chuyền và hai sợi lắc vàng với tổng trị giá 20 triệu đồng rồi bỏ trốn. Nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an huyện Phúc Thọ đã vào cuộc điều tra, xác định đối tượng. Qua vận động, Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, Tuấn hiện đang là giáo viên kiêm quản sinh của một trung tâm dạy tiếng Nhật cho người lao động đi xuất khẩu. Thưa quý vị, tiếp theo là những thông tin về tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 7 giờ 10 phút sáng nay trên quốc lộ 1, đoạn thuộc ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, giữa xe máy và xe tải. Hậu quả làm hai người trên xe máy thương vong. Điều đáng nói là sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường và bỏ trốn. Sau đây là chi tiết của vụ tai nạn thương tâm này. Sáng nay 20 tháng 8, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành phân công lực lượng khám nghiệm hiện trường và tổ truy bắt tài xế cùng phương tiện xe tải mang biển số 63C05092 đã bỏ trốn sau vụ tai nạn giao thông. Cụ thể, chiếc xe tải này đã va chạm với xe mô tô biển số 67M14915 do chị Lê Thị Kim Hương, 22 tuổi, điều khiển chở theo chị Lê Thị Bảo Trang, 43 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang khi lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ Vĩnh Long đi thành phố Hồ Chí Minh. Cú va chạm đã khiến hai người phụ nữ ngã xuống đường, rồi sau đó xe tải đã cán qua người chị Trang, khiến chị tử vong tại chỗ, còn chị Hương bị thương phải đưa đi bệnh viện. Lực lượng công an đã bắt được tài xế và phương tiện tại địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Được biết, tài xế tên Phạm Thanh Tuấn, ngụ xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra xử lý. Chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin khác. Trong thời gian qua, nhiều người khi tham gia giao thông tại các thành phố lớn luôn canh cánh nỗi lo khi lưu thông ngang qua những công trình xây dựng. Thưa quý vị, bởi những hiểm họa bất ngờ từ trên trời có thể giáng xuống, hoàn toàn có khả năng xảy ra, gây ra những vụ tai nạn khôn lường, thậm chí là mất mạng. Vâng, và điều mà tôi muốn nói đến chính là những chiếc cần cẩu lơ lửng trên cao như thế này. Liên quan đến vấn đề mà Diễm Loan vừa nói thì mới vào sáng nay, một chiếc cần cẩu nằm trên nóc của một tòa nhà cao ốc bất ngờ bị đứt cáp rơi xuống cùng với sắt thép, khiến cho hai người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Sau đây là thông tin chi tiết vụ việc. Vụ tai nạn xảy ra vào trưa nay ngày 20 tháng 8 tại một công trình thuộc dự án xây dựng tòa cao ốc tại đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Theo người dân chứng kiến hiện trường cho biết, trước đó một chiếc cần cẩu đang tiến hành cẩu vật liệu sắt thép từ dưới đất lên nóc tòa cao ốc thì bất ngờ cẩu bị đứt cáp rơi xuống tầng dưới của tòa cao ốc cùng với sắt thép khiến cho hai người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Nhiều người chạy hoảng loạn, dãy văn phòng bên dưới của công trình bị hư hỏng nặng. Ngay sau đó, hiện trường đã được phong tỏa để xử lý vụ việc. Quả thật là hết sức nguy hiểm đúng không ạ? Vào những ngày đầu tháng 6 vừa qua, một chiếc cần cẩu cao đến hàng chục mét tại công trình xây dựng căn hộ trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bất ngờ gặp sự cố gãy ngang, treo lơ lửng trong khi bên dưới có rất nhiều người dân đang qua lại. Quả thật, những vụ việc như thế này chính là một hồi chuông cảnh báo đối với các chủ đầu tư công trình khi để xảy ra sự cố tai nạn nguy hiểm như vậy. Không biết liệu các phương tiện vận chuyển được sử dụng trong xây dựng hiện nay có đảm bảo được kiểm tra bảo dưỡng tốt hay không? Và hơn hết, điều mà dư luận quan tâm nhất chính là người điều khiển các phương tiện này có được cấp chứng chỉ chuyên môn. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để điều tra làm rõ. Khoa
Khôi Nguyên nè, nhìn vào hình ảnh lão nông này đang đi cà kheo. Khôi Nguyên đoán thử xem ông bao nhiêu tuổi? Nguyên nghĩ là chắc khoảng 70 tuổi, đúng không Vĩnh Loan? Khôi Nguyên khá là tin tưởng đó nha. Lão nông này đã 70 tuổi rồi đó quý vị. Nhưng mà ngoài việc có thể đi cà kheo một cách thuần thục, ông còn có rất nhiều những việc tài kỳ lạ. Hơn nữa thì hiện nay, ông cũng là người đang sở hữu một gốc khoai mì có trọng lượng khủng, được xem là trước giờ chưa từng thấy ở Long An. Củ khoai mì này trông như thế nào? Và lão nông đặc biệt này là ai? Ngay bây giờ, Diễm Loan xin được mời Khôi Nguyên và quý vị khán giả cùng xem những hình ảnh thú vị sau đây. Đây là gốc khoai mì được ông Võ Văn Liệt, ngụ tại ấp 3 xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đào được trong vườn nhà của mình. Nguyên cả gốc khoai có đến 6 nhánh củ, củ lớn nhất có đường kính khoảng 40cm. Điều làm ông Liệt ngỡ ngàng hơn hết chính là trọng lượng của gốc khoai mì này, bởi khi đem đi cân thì nó có trọng lượng trên 20kg. Qua ra vườn mới dọn dẹp, mới thấy bụi mì, thấy nó lớn, mới đào lên. Thế mà đào hoài không nổi mới chạy vô, dắt cái sầu em ra, mới mòi, mới bắn nó lên, bắn lên được rồi, thế rinh vô mới đầu rinh cũng không được đó. Sau mới lấy cái thế, gồng hết mình mới đem vô. Đào được củ lạ trong vườn, ông Liệt xem như là một niềm may mắn đến với gia đình của mình. Vì vậy ông quyết định sẽ không bán mà để giữ lại làm vật kỷ niệm. Đặc biệt hơn nữa, tuy không có được đôi bàn tay lành lặn, nhưng ông Liệt còn là người có nhiều biệt tài khác lạ, dị thường. Ông đã tự mình thiết kế tấm bảng niên lịch để tính toán tuổi theo cung hoàng đạo của cả người còn sống hay đã khuất, có thể tính chính xác đến 10.000 năm. Ông Liệt cho biết ông đã phải mất hơn 2/3 cuộc đời để nghiên cứu, vẽ đi vẽ lại hàng trăm lần mới vẽ ra được tấm lịch này. Tờ lịch giờ đây tuy đã nhòe mờ, thậm chí có vài chỗ bị rách theo thời gian, nhưng được ông Liệt xem như là một báu vật. Ngoài ra, dù đã gần 70 tuổi, nhưng ông vẫn đi cà kheo một cách khá thuần thục.